Độc Đạo là bộ phim hình sự khiến khán giả màn ảnh nhỏ theo dõi từng tập. Bộ phim được đánh giá cao bởi cả kịch bản chỉn chu, dàn diễn viên chất lượng với diễn xuất không có điểm chê. Kết thúc của Độc Đạo ở tập 36 khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Đến nay, nhiều người vẫn mong ngóng vào phần 2 của bộ phim đề tài hình sự này. Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên Đỗ Duy Nam, vai Tân Khạch ở Độc Đạo đã đăng tải bài viết mới khiến dân tình đứng ngồi không yên. Họp lớp nên Tân Khạch và Khương Liều sẽ trở lại. Còn nhiều cái tao chưa thèm nói với mày đâu, nam diễn viên bày tỏ. Kèm theo đó là ba bức ảnh chụp cùng Duy Hưng. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ phải chăng nam diễn viên đang muốn phát tín hiệu về việc Độc Đạo sẽ có phần 2. Nhiều người cũng mong bộ phim dù không có phần 2 thì cũng sản xuất thêm phần ngoại truyện để thỏa lòng mong đợi của khán giả. Đến tận thời điểm hiện tại, sức hút của Độc Đạo vẫn rất lớn. Trước đó, ở tập cuối của Độc Đạo, nhân vật tân của Đỗ Duy Nam khiến nhiều khán giả không khỏi tức giận. Khi Nam Chính Hồng sắp chạm tay vào hạnh phúc thì anh chàng lại xuất hiện và đâm dao vào người Hồng để trả thù cho bố và bị cướp mất diễm. Cái kết giang dở của Hồng lại nhiều khán giả không khỏi bất bình. Nhiều người tròn bày tỏ, tân bao tập không xuất hiện, xuất hiện đúng tập cuối làm khán giả ngỡ ngàng, ngơ ngác. Trước làn sóng tức giận của khán giả, Đỗ Duy Nam đã phải đăng lời xin lỗi lên trang cá nhân. Có thể nói, nam diễn viên cũng đã có một vai diễn rất thành công thời gian qua. Tuy nhiên, Độc Đạo có phần 2 hay không đến nay vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng kết thúc của Độc Đạo như vậy đã là rất tốt, nếu có thêm phần 2 thì nên là tuyến nhân vật hoàn toàn khác. Nước mắm để lâu thời gian bị đen đi thì liệu có còn dùng được nữa không? Vẫn dùng được bình thường mọi người nhé. Em chỉ sợ nhất là nó chuyển sang màu xanh và nó có mùi thối, thì lúc đấy mọi người không nên dùng nữa bởi vì nó mùi.
điều kiện mà để nước mắm luôn thơm ngon là được ở trong những cái khu như thế này. Nắng mở ra, mưa đậy lại thì nó mới càng để lâu, nó mới càng ngần, càng chín, càng ngon. Đó, chứ còn đựng tại cái vỏ chai này nhiều khi mình để ở trong căn bếp ấy, không có nắng thì nó bị oxy hóa ra là bình thường. Bởi vì hàng không có chất bảo quản mà. Chứ còn mọi người để cái vỏ chai nước mắm như này muôn đời muôn kiếp nó vẫn là màu này thì chứng tỏ phải có chất bảo quản ở trong này. Đó, còn đen đi một chút không sao mọi người nhá. Mọi người vẫn cứ dùng bình thường cho em. Bên em là chuyên cung cấp các loại nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa, chỉ làm hoàn toàn từ cá và muối, an toàn với sức khỏe mọi người. Đó, mọi người có nhu cầu mua những sản phẩm sạch, an toàn thì cứ click vào phần giao hàng của bà con chúng ta có đây nha mọi người nhé.